Phật dạy này thiện hiện vì nhãn giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch thế tôn, tại sao vì nhãn giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì nhãn giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhĩ giới không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì nhĩ giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy này thiện hiện vì tĩ giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì tĩ giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì tĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì tĩ giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh